Quyền Linh, Ngọc Nhật chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gương Mặt Phu Thê. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là một chương trình đấu trí, suy nghĩ, gây cấn, hấp dẫn. Năm chú rể và ba cô dâu, trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn, độc đáo, nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà của anh chàng thông minh, tình quái Kiều Minh Tuấn cùng nữ diễn viên sắc sảo Cát Phượng. Đội khách gồm hai thành viên là những người nổi tiếng được nhiều người yêu thích và 8 nhân vật thú vị. Trải qua 3 vòng thi, nếu đội khách chiến thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra đâu là cặp vợ chồng thật sẽ nhận được giá trị giải thưởng của chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 nhân vật. Trong 2 vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ có cơ hội nhân đôi số điểm của cặp đôi đó và nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Đầu tiên thì Quỳnh Linh xin chào đón hai đội chơi. Đội khách mình sẽ giới thiệu trước. Xin giới thiệu Hoàng Rapper, Thái Cường. Đội chủ nhà rất quen thuộc, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Đây là lần đầu tiên Hoàng Rapper với Ái Phương tham gia chương trình. Bạn cảm nhận như thế nào về không khí ngày hôm nay? Dạ vâng, ưu tiên phụ nữ, em sẽ phát biểu trước. Dạ, em mới chỉ anh ưu tiên em nhường anh rồi đúng không? Dạ thì anh nói nha. Dạ rồi. Đến với chương trình ngày hôm nay thì thật sự Hoàng Rapper cảm thấy rất là tự tin, bởi vì đồng hành với mình chính là một người bạn rất là thân mà luôn luôn đem lại những điều may mắn cho em trong công việc cũng như là trong các game show. Mỗi lần mà chung đội với cô ấy là luôn luôn có được kết quả tốt. Và ngày hôm nay với một chương trình rất phù hợp với tố chất của cô ấy là ế mà ế huyền thoại, ế khi nào truyền thuyết, ế mà có thể viết thành một cái bản danh ca luôn đó. Thì cảm ơn Ái Phương ngày hôm nay đã dũng cảm nhận lời tham gia chương trình này với anh. Dạ em nghĩ rằng em chúc anh sau khi mà quay cái chương trình này xong á, cho dù là mình có thắng hay là thua thì anh đi về cũng an toàn. An toàn mà. Tại vì em á thì nhìn cái mặt em thánh thiện, em cùng dai lắm anh ạ. Nhất là những cái vụ án mà bị gọi là bị chọc quê mà bị... Quê cái gì đâu, người đàn bà quá đá à. Theo Ái Phương thì cặp đôi vợ chồng cần có điều gì để chúng ta nhận ra? Một câu hỏi quá khó, một cái phạm trù mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Em nghĩ là như thế này nè, anh Linh cũng có kinh nghiệm chứ bộ. Em nghĩ là những cái người á mà lập gia đình rồi á, giống như anh Hoàng nè, đôi khi á là cái cuộc sống hôn nhân nó nhiều điều phức tạp quá, làm cho đầu óc người ta mụ mị đi, không có sáng suốt nữa, nên cần những cái người như em, những cái người rất là gọi là tự do, rất là sáng suốt để mà quan sát những cái mà anh bỏ lỡ đó anh Hoàng ạ. Và em thì thấy là những cái cặp vợ chồng á, họ sẽ có cái điểm chung, không phải là cái không phải là cái vóc dáng, mà nhiều khi là họ ở chung với nhau lâu năm á, cái biểu cảm gọi là cái gương mặt á sẽ hơi giống nhau. Thí dụ như là chồng có thói quen là hay liếc qua liếc lại thì vợ nhìn cái đó một thời gian tự nhiên mình cũng có cái thói quen đó mà hai người đó sẽ không có biết. Rồi, các bạn giữ quan điểm này nha. Một hồi mình sẽ thi đấu trí với đội chủ nhà. Đội chủ nhà thì cũng có nhiều lúc đặc lắm chứ bây giờ. Kinh nghiệm tình trường thì ở đây cũng chưa chắc ai hơn ai. Kiều Minh Tuấn bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi thì đúng hơn anh ơi? Mấy tuổi? Mấy tuổi Tuấn ơi? Không có nhớ mà chị nhớ lớp 5 là yêu rồi. Thôi rồi, đó thấy chưa? 9 tuổi. 9 tuổi là yêu rồi hả? Dạ. Con Cát Phượng? Dạ năm 17. 17 tuổi là bắt đầu yêu. Trời quá không anh. Đi 5 tuổi là còn quá sớm em trời. Đi 5 tuổi, đứt quỷ vậy 5 tuổi. Lớp 5. Lớp 5 rồi. Lớp 5. Như vậy là hai bạn đó coi bộ cái đường tình trường sẽ nhiều hơn hai bạn bên đây. Nhưng mà nói như Ái Phương đúng, chưa chắc ai hơn ai. Đúng rồi. Bởi vì có nhiều người đứng ngoài ta sáng suốt hơn. Đúng rồi, nhiều khi gian nan quá không có thấy đâu anh ạ. Xin mời ba cô dâu quay mặt về phía trước. Vị trí A bắt đầu. Vị trí B. Vị trí C. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ nghe các cô dâu giới thiệu về mình. Mời cô dâu vị trí A. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thái Bình, năm nay em 20 tuổi, hiện em đang làm nội trợ. Vị trí B. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung, năm nay em 25 tuổi, em làm kinh doanh. Vị trí C. Em tên là Lan Di, năm nay em 27 tuổi, em làm kế toán.
chúng ta sẽ gặp gỡ năm gương mặt của năm chú rể. Mời năm chú rể vị trí số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Và số 5. Bây giờ thì xin mời năm chú rể sẽ giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Đình Hiển. Năm nay tôi 30 tuổi. Mình tên là Lâm Hoàng Nam, năm nay mình 33 tuổi, công việc của mình là kinh doanh. Tôi tên là Thái Vũ Lê Hoàng, năm nay 35 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng. Em tên là Lữ Quốc Cường, năm nay em 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế công ty xây dựng Katet. Mình tên là Kim Trường, năm nay mình 31 tuổi. Bây giờ thì các cô dâu sẽ chia sẻ ấn tượng đầu tiên về chồng của mình. Mời vị trí A. Em và chồng em gặp nhau tình cờ trên Facebook khi anh nó đi công tác ở bên nước ngoài, Malaysia. Và sau một tháng thì hai vợ chồng em đã quyết định hẹn gặp nhau tại một địa điểm rất là thân mật, đó là trước cổng bệnh viện tâm thần. Lần đầu tiên gặp mặt em cảm thấy chồng em thật sự rất là già dặn, cảm thấy rất là chững chạc và tốt bụng ạ. Em ơi, anh hỏi tại sao hai vợ chồng lại gặp nhau lần đầu tiên, hẹn nhau ở bệnh viện tâm thần vậy? Dạ, bởi vì quê em thì là ở dưới Biên Hòa, và bệnh viện tâm thần là một cái nơi mà dễ tìm nhất, ở cũng là gần nhà em. Đó là lý do. Rồi, xin mời vị trí B. Hai vợ chồng em gặp nhau là do một người quen giới thiệu và cho số điện thoại, thì hai người nhắn tin qua lại. Thì trong lúc nhắn tin thì thấy hợp nhau lắm, rồi cảm thấy hợp nhau thì hẹn gặp nhau. Lúc mà gặp nhau rồi thì em vỡ mộng, tại vì hồi đó em hay coi phim thần tượng lắm, em hâm mộ Lee Min Ho lắm, mà ra thì không phải là Lee Min Ho. Vậy chứ ảnh gì hô em? Ảnh là Minh Nhí. Dạ. Rồi, vị trí C. Dạ, em với chồng em gặp nhau ở giảng đường đại học. Lúc đó em gặp chồng em thì em không có ấn tượng gì hết. Chồng em nhìn trong dễ thương, người khác nhìn vào thì sẽ có cái cảm giác là vui vẻ, nhưng mà em thì không có ấn tượng. Rồi sau một cái thời gian thì gặp nhau, đi chơi với nhau, rồi ảnh thích em, rồi sau đó ảnh cua em, rồi cầu hôn, rồi sau đó thì em lập gia đình luôn. Và bây giờ thì xin mời năm chú rể ấn tượng đầu tiên khi gặp vợ. Ấn tượng đầu tiên gặp vợ là gặp vợ ở tại nơi công tác. Lúc đó thì vợ trông rất là ngổ ngáo và không có cái nét gì dịu dàng, gọi là nữ tính hết á. Đã vậy còn lại hay chơi với các bạn nam nữa, không phải là cái gu của mình. Sau này là có một số cái chuyện gặp nhau uống cà phê, thì khi đó mình mới gặp vợ thì mới phát hiện ra là không phải cô đó cái tính ngộ ngáo, mà cô đó cái tính thẳng thắn. Và từ đó cái mình mới để ý và mình mới có ấn tượng về vợ. Vị trí số 2. Thì cái ấn tượng đầu tiên gặp vợ mình á, thì nó thật ra là cổ này rất là sủ nhi. Từ tính tình cho tới hành động thì cổ giống như con nít đó, rất là hồn nhiên vui vẻ. Và mình có hai câu thơ dành cho cổ. Vợ tôi nghiêng nước nghiêng thành, thành thì chưa đổ mà cháy nhà đằng kế bên. Vị trí số 3. Ấn tượng đầu tiên với vợ tôi đó là cô ấy rất là trẻ, dễ thương, nhí nhảnh. Nhưng mà có một cái thật sự là rất là chảnh. Cho nên chính vì cái chảnh đó nên tôi quyết định cua cho bằng được. Chính vì cái chảnh đó mà cua cho bằng được ha. Vị trí số 4. Lần đầu tiên gặp vợ em thì em không ấn tượng gì cả. Vợ người ta thì lúc nào cũng chào hỏi, gật đầu, còn vợ mình chẳng biết chào hỏi ai cả, nên thấy như mình cua cho bỏ ghét. Vị trí số 5. Khi mà lần đầu tiên mình gặp cô vợ của mình thì thật sự ra là không ấn tượng, bởi vì cái bên ngoài cô không có hợp gu với mình, rồi tính cách cũng rất là ngược với mình, cho nên là hầu như không ấn tượng. Nhưng mà cô này có một cái là thời điểm đó mình lớn tuổi hơn cổ, mà lại địa vị gia thế cũng lớn hơn cổ, mà mỗi lần kêu cổ làm cái gì mà cổ không vừa ý một cái là cổ cãi cho bằng được. Mà không biết sao mà cãi, gặp mặt thì cãi, mà về nhà thì tự nhiên cái mặt cổ cứ ám, cái mặt như cái bình vậy.
Rồi cái quyết định là thôi cũng tìm hiểu coi sao sao. Tới ngày kia cái quyết định là cái nhắn tin điện thoại. Mà nhắn tin điện thoại nó rung lắm. Em làm bạn gái anh nha, mà cứ do dự hoài biết lên bấm vô cái chữ send luôn nữa. Cái lát hồi cái quyết định bấm một cái gửi qua. Hồi hộp lắm, chờ cái kia trả lời lại. Cái kia trả lời lại giống vậy có một chữ ok. Mừng. Mừng không biết à. Anh ơi mà gửi là ok liền hay là lâu? Cũng hết 5 phút. Hồi 5 phút? 5 phút nó dài như thế kỷ. Hết 5 phút mới gửi là ok. Cái sự chờ đợi 5 phút lâu lắm chứ anh. Hồi hộp á. Các bạn đã nghe tất cả các thành viên ở đây, chúng ta đã kể về mỗi người rồi. Bây giờ thì các bạn có thể hỏi các cô dâu. Chị hỏi em cô dâu A đi. Em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ em lấy chồng năm 20 tuổi ạ. Hôm nay em 20 tuổi, em lấy chồng 20 tuổi là hôm nay năm nay lấy luôn hả? Mới lấy hả? Dạ. Ờ. Chị hỏi cái ngày đám cưới. Dạ, chú em đám cưới vào tháng 1 ạ. Nhớ ngày không? Dạ không ạ. Dạ cảm ơn cưng. Em. Dạ. Mỗi lần em giận cho chồng em á, em làm cái gì? Em giận chồng em á thì em sẽ cấu. Em cấu vô mặt hả? Dạ không. Em chỉ cấu là em hay la đó. Ờ, em lấy chồng được bao lâu rồi? Dạ em lấy chồng được dưới 2 năm. Là hơn năm. Dạ. Thôi, ba cô dâu sẽ kể tiếp cái chuyện yêu đương, người ghen tuông, người giận hờn. Mời vị trí A. Mình yêu nhau lúc nào là lãng mạn nhất? Khi ảnh chở từ Malai trở về và tỏ tình với em. Và ảnh tỏ tình trong một không gian rất là lãng mạn. Có nến, hoa và ảnh đứng đằng sau và làm cho em một sự bất ngờ. Ông làm gì sao mà bất ngờ? Dạ, ảnh vòng tay qua và ôm em. Có gì bất ngờ hơn nó nữa? Nó xuống anh ơi. Trời ơi, chứ bây giờ anh muốn gì bất ngờ, không lẽ đứng sau đạp lên. Đạp chết hết quá. Cô dâu B. Trong cái thời gian mà quen nhau thì anh có một chuyến công tác. Khi anh trở về thì thật là bất ngờ. Em muốn là cái con người của anh là nó mignon một xíu. Để cho hợp với con người của em thì anh đã vì em và anh đã giảm ký xuống cân. Ủa đó đâu lãng mạn đâu. Bất ngờ chứ anh. Cái gì lãng mạn nhất á? Cũng có là một bữa tiệc nhỏ và anh cầu hôn em. Anh chỉ nói là em đồng ý làm vợ anh nha. Lúc đó em mới bảo là không được lãng mạn như Lee Min Ho anh ơi. Xong anh mới bảo là thì từ từ sau này anh sẽ thành Lee Min Ho. Khi nào là lãng mạn nhất? Dạ lãng mạn nhất thôi. Có lẽ là một lần hai đứa có hẹn nhau đi chơi ở sông Bạch Đằng. Người em là tính em hơi lạnh lùng. Ảnh kéo tay em lại, ảnh hôn em. Cái tự nhiên lúc đó em phê phê. Em mới thấy là mình lạnh lùng vậy mà có người hôn mình phê phê được chắc nửa đời của mình nữa. Thôi cũng xui xui cho cơ hội. Trời mới hôn tay mà phê phê rồi cho cơ hội liền. Sao dễ dãi quá vậy? Người ta phê là được rồi anh. Tội nghiệp, có người chưa biết phê bao giờ. Đúng rồi, có người ở đây không hề biết khái niệm phê luôn. Phê thì đúng là có phê. Lát dẫn em đi uống cà phê. Bây giờ thì mỗi đội chúng ta sẽ có cơ hội chọn chú rể hai người nào mà nghi vấn mình sẽ hỏi. Em hỏi anh đầu tiên, sở thích bình thường một ngày của anh á, anh có những cái thói quen nào, thí dụ như là nghe nhạc, du lịch, thể thao gì không ạ? Thích, rất thích là đọc báo, đọc tin tức. Vậy anh đi du lịch nước ngoài chưa ạ? Có, tại vì đi du lịch thường là kết hợp với đi công tác. Vậy anh đi nước nào ạ? Đi Malaysia. Hỏi bạn số 3 đi. Vợ bạn có chảnh không? Dạ chảnh. Theo bạn hiện tại bây giờ còn chảnh không? Dạ bây giờ thì bớt chảnh đi. Số 5 đây ha. Bạn không thích cái điểm nào của vợ mình? Đối với chồng thì lúc nào vợ cũng đẹp. Nhưng mà đối với mình thì vợ có cái tật lớn là thấy đi chuyện thiên hạ quá đi. Tôi nói ví dụ như đang nấu bếp, có ai nó đậu cái xe trước cửa nhà. Anh ơi ai vậy anh? Ai kệ người ta đi. Đâu trước cửa nhà mình mà. Thế kệ người ta bỏ đó đi ra ngó cho được bằng được ai xe ai rồi mới chở vô làm việc tiếp. Mà hãy cổ có chuyện đâu mà cổ thương nhập được về là cái cổ. Cổ kể cái bằng là bắt mình ngồi mình nghe, mình không nghe là lát rồi cổ còn bằng nhàn vợ chồng có hai chồng mình nói chuyện anh không nghe làm nghe. Cho nên nói hoài không được cái tính. Vậy là ngày nào cũng vậy luôn hả? Nói chung là hãy mà có thời gian rảnh một cái là cổ nói kia bằng nói mà mình không muốn chen vô cái lời nào. Bà táo. Nếu mà ví dụ như vợ nói thì chồng tập trung nghe xíu là 2 phút là xong đúng không? Không chịu nghe để người ta dài dài ra 5 phút chi. Đúng rồi. Nói mà đến nỗi mà mẹ chồng còn nhắc. Ví dụ như em đang nấu bếp đúng không? Em kêu anh ra coi thì anh ca coi dùm em, anh vô báo cáo một chút đi. Không chịu cứ để em nói hoài thì anh kêu em nhiều chuyện. Trời
giống chị vợ chồng thiệt quá vậy ta. Em hỏi anh Nam thôi, anh tỏ tình vợ mình ở đâu ạ? Mình tỏ tình vợ mình ở trên tàu Elsa ngoài bến Bạch Đằng á. Không phải gọi là tỏ tình nữa, mình hát một bài hát để mình tỏ tình. Mà xã mình lúc đầu thì khi mà hát á thì lúc đó người ta chưa có nghe rõ. Hát lần thứ nhất cậu nói chà bữa nay mày đặt làm ca sĩ, cái hát lần thứ hai bắt đầu người ta cũng tập trung vô, cái hát lần thứ ba thôi 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 cha dần nghe em ăn nhột đi về đi về đi về. Thì chính vì sao cái đó họ mới hỏi là đồng ý không, đồng ý làm vợ anh không, thì cuối cùng nói thôi được rồi đồng ý thì vậy. Chắc giọng hát em dở lắm phải không? Không dở nhưng mà cái lời thì nó nghe nó rất là vui. Anh hát lại cái lúc mà cua vợ đi anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em, anh vớt em liền tình quê. Mùa mưa dễ đẻ lắm em ơi. Bằng lòng đi em, bồng lòng đi em, bằng lòng. Vợ đồng ý cái cũng gì cái câu bằng lòng đi em, anh vớt em liền đó. Quá mùa hay. Mùa mưa quá dễ đẻ em ơi đó. Sau khi nghe các đội, các cô dâu chú rể đã nói chuyện với nhau rồi, hai đội có đặt cược hay không? Đặt cược chúng ta sẽ được nhân đôi số điểm. Một cặp đúng chúng ta sẽ có 2 điểm, hai cặp đúng chúng ta sẽ có 4 điểm, đặt cược chúng ta sẽ có 8 điểm. Chúng ta chưa đặt không sao, chúng ta còn lần ở vòng 2 nữa. Đặt không đội khách? Một người kinh nghiệm đầy mình, một người ế triền miên kinh niên. Hình như em có thù với anh hả anh Tôn? Ok anh im lặng. Đó tôi mới lấy vợ được mấy năm thôi mà, đã được chục năm danh linh đâu. Như Hoàng rapper cầu hôn vợ như thế nào? Dạ em không hề cầu hôn gì ạ. Chứ cũng sao? Không hề tỏ tình luôn à. Mọi việc nó đến rất tự nhiên à. Đâu kể nghe từ đó thì sao? Thực sự thì vợ em là người không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau cái một khoảng thời gian em bị một cái chấn thương tâm lý bởi một cái chuyện tình cảm khác. Dường như rất may mắn khi có vợ em bên cạnh lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống của em. Trong thời gian đó thì công việc của em cũng gặp rất nhiều trục trặc. Và chính vợ em chính là người mà không quan tâm đến vật chất, không quan tâm đến danh vọng hay sự nổi tiếng xung quanh em, chỉ quan tâm đến đúng một con người em thôi. Lần đầu tiên gặp nhau là cô ấy còn không biết em là Hoàng rapper, là nghệ sĩ, là ai cả. Và em là người chủ động làm quen trước. Trời ơi, cái gì mà dài dòng người ta hỏi là lúc cầu hôn thế nào? Đúng rồi. Thì từ tại từ vì nó không có cho nên thắc mắc thôi. Đâu phải kể cả cái tình sử lên TV đâu. Tại sao mà lại... Cái động lực tại sao mà không có lời cầu hôn mà cũng không có lời tỏ tình là vậy đó. Đâu. Hiểu không? Và cuối cùng nói sao mà cổ yêu mình? Anh muốn có con. Thì cái đó cũng là cầu hôn. Đúng rồi. Cũng như là em ơi, trời mưa dễ đẻ lắm em ơi. Chúng ta có 5 giây quyết định. Đây em đặt luôn. Đặt đi. Em đặt luôn. Em đặt em luôn. Đặt. Đó. Cùng mất luôn. Ok, theo anh Hoàng. Ừ. Các bạn đoán cặp đôi nào để đặt cược? Mời đội chủ nhà. Em đoán là cô dâu ngồi ghế B. Vị trí B. Và chú rể vị trí số 5. Lý do? Tại vì cô dâu lúc đầu nói là giới thiệu về chồng mình là không đẹp. Rồi ý là bạn nói anh đó không đẹp hả? Xấu quá hả? Người ta vậy mà không đẹp, nhìn đi, so đi, so cái nhan sắc Hoàng rapper với ảnh đi, ai đẹp hơn ảnh đó đó. Bạn số 5 có nói là khi mà mình đang làm việc thì vợ hay mà đi ra ngoài rồi giống chuyện á, thì là cô dâu hàng B á, thì là giống như là đụng đến chuyện mình rồi đó. Tại sao anh không chịu lắng nghe em? Nói chung là vô tình. Cãi nhau đúng không? Cãi luôn. Phượng có đồng ý với Kiều Minh Tuấn không? Em thấy thế này em cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà em nghĩ là nhiều khi mấy hiên mấy chế thì diễn quá. Nhìn cái những cái hành động thì em thấy cũng có thể là đúng. Như vậy là tao quyết định cặp đầu tiên chúng ta cược là vị trí số 5 và vị trí B. Đặt cược của đội khách. Thật sự thì rõ ràng là các cô dâu và chú rể có một cái trình độ diễn rất là sâu và có khả năng gồng rất là căng cứng, đặc biệt là các cô dâu. Thật sự là lúc mà những chú rể chia sẻ là em nhìn cô dâu ghê lắm. Cô nào cũng... Cô dâu này. Nói cô nào cũng vậy hết trơn. Thì làm sao mà em đoán được. Em xin chọn từ đánh cược của mình dành cho chú rể ở vị trí số 2 là Nam.
và cô dâu ở vị trí C là bạn gì? Lý do 2C. Ở vị trí C, cô dâu C thì nói chồng mình tỏ tình nó xong mình đặng. Còn bạn nam ở vị trí số 2 nói là tôi tỏ tình ở trên tàu Ansa ở sông Bạch Đằng và cũng hát bài trùng khớp với nhau ha. Dạ. Yeah. Mà nhìn mặt rất là đau ná thiệt. Nhìn hai cái miệng này khớp khớp đúng không? Đúng không em? Khớp khớp đúng không em? Không được quyền hỏi. Không, em hỏi coi thái độ thôi. Mời hai bạn ở vị trí số 2 và vị trí C. Có người ta mặc áo trắng đúng không? Áo trắng. Ok, bảo rồi, cảm ơn hai bạn. Sự đặt cược đã có. Nếu như chính xác các bạn sẽ được nhân đôi số điểm. Không chính xác các bạn sẽ bị trừ 1/2 số điểm đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao vài phút. Quyền Linh và mọi người sẽ quay trở lại quý vị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quay trở lại với Gương Mặt Buồn Thê. Vòng 2 sẽ bắt đầu. Mời các cô dâu chúng ta sẽ nói về tật xấu của các ông chồng của mình. Vị trí A bắt đầu. Dạ, chồng của em ở nhà thì anh ta rất là lười biếng. Và khi em nhờ việc nhà thì anh rất là ít khi làm. Mà nhiều khi ảnh rất là còn cáu lại với em. Cái thứ hai là ảnh rất là ở dơ. Nhiều khi đi ra ngoài đường về thì không tắm mà mặc nhiều quần xong leo lên giường ngủ luôn. Đến khi mà em kêu anh ơi cho em cởi đồ ra em đi giặt nha, thì anh nó giữ khư khư cái quần vậy á. Xong bắt đầu anh kêu không không, xong đắp chăn ngủ tiếp. Trời ơi, nhiều quần khi đi ngủ là mấy cái? Dạ chắc phải 2-3 cái. Vị trí B cười chúm chím. Trước khi nói xấu chồng cho em gửi lời xin lỗi chồng trước nha chồng. Có cái gì bức xúc kỳ đi từ từ xuống, đừng có nhảy chen xuống, em không chịu trách nhiệm đâu. Mấy cái mà lười biếng hay là dơ dãi thì chắc ông nào cũng có. À anh không có em, xin lỗi em nha. Đa số anh, em nói đa số nha. Văn nghĩ người cũng nhưng người. Mà ông chồng em thì có một cái tật mà cho dù là đã vợ chồng rồi nhưng mà ảnh tự nhiên quá thì cái tật đó là em không chưa chấp nhận được. Ví dụ coi, ví dụ thử. Ảnh thì có cái tật mặc rất là nhiều quần. Mặc thì là 2-3 quần và đi làm cũng thế. Thì trong cái lúc mà đi làm thì nó đứng lên ngồi xuống hoạt động rất là nhiều thì quần trong nó thành 4 mảnh khi nào không biết. Thì vừa về tới nhà thì nhiều khi ảnh thay đồ ngoài ra, ảnh đi tắm rửa thì lên vợ chồng ăn cơm thì không sao. Nhưng mà nhiều khi mà lười quá đấy, thay đồ ngoài ra thì còn đồ trong để vậy luôn. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm thì dọn cơm ra thì thường hai vợ chồng ngồi dưới nhà thôi mà nhìn phát là em đi đó. Vị trí số 3. Dạ, chồng em thì có cái tính rất là ham chơi, mê chơi game điện thoại, rất là mê. Từ sáng tới tối, sáng dậy là chụp cái điện thoại bắt đầu chơi game hay là làm gì trong đó em không biết mà. Sáng tới tối cứ hở mà gặp em là em thấy cầm cái điện thoại. Hai vợ chồng đang cãi nhau, cái em bực quá, la vậy rồi em hờn. Xong rồi em quay xuống thấy nằm dưới nhà chơi game. Chơi xong mệt quá nằm đã ngủ luôn thôi, cũng không xin lỗi gì nữa hết. Không có lên ngủ với em hả? Em phải kêu dậy dậy cho muốn nằm đấy không? Rồi ảnh cho lên thì đi lên. Thấy chưa, chồng dễ sai lầm. Nằm với vợ không chịu nằm đi nằm dưới đất chơi game. Ai lại vậy? Như vậy là ba cô dâu đã kể về tật xấu của chồng mình. Vậy thì năm anh chồng ở trên kia, chúng ta biện minh gì về những tật xấu mà nãy giờ các cô vợ kể? Bắt đầu vị trí số 1. Về cái tật mà gọi là ở dơ làm biếng thì cái đó không phải là làm biếng hay ở dơ. Mình đi làm tối về 9-10 giờ rồi thì mệt quá, thì nhiều khi thì mình mệt quá mình làm biếng, mình lên mình ngủ thì sáng dậy cũng phải tắm nữa, tắm chi nhiều nó mất thời gian, với lại tắm nhiều tốn nước nữa. Yeah. Còn cái chuyện mà tự nhiên thì vợ chồng thì hai vợ chồng với nhau thì cái chuyện lâu lâu thì cho nó thoáng mát tí. Tật xấu thì đàn ông thì có ít hoặc có nhiều thôi. Chung là đi làm có khi 11, 12 giờ mới về tới nhà. Thì mà khi mình làm vậy thì về mình hết xíu quách, mình ngã cái đùng xuống cái thì có thể mình nghỉ luôn. Anh ơi dậy đi tắm chút xíu nữa. Để nằm chút xíu nữa hết mệt rồi tắm. Nhưng mà có nhiều lúc mình mệt quá mình ngủ luôn, mình không có dậy tắm sao được. Ngày xưa cưới là hứa trao thân cho mình hết, giờ mình nói nhẹ nhàng không nghe, phải lợi gào lên mới nghe. Em không có chấp nhận được cái sự biện minh này cho sự lợi gào. Anh ơi phải cởi quần ra không? Em kêu cởi ra.
Lỡ hàng xóm nghe làm sao? Tự nhiên hàng xóm đang ăn cơm. Ăn ơi, cởi ra. Trời ơi. Trời mới ăn cơm mà kêu cởi rồi. Thì tôi làm xây dựng mà. Đôi khi leo giàn giáo gì tét bên trong mình đâu để, miễn sao không tét bên ngoài được rồi. Cái thứ hai là ở dơ, thì xây dựng đúng là ở dơ. Đôi khi mình đi làm về là 2-3 giờ sáng rồi. Thì về tới là mình chỉ biết nằm ngủ thôi. Để sáng hôm sau là 7 giờ tiếp tục công việc của mình tiếp. Thường thường là sẽ buổi sáng sẽ tắm, nên là buổi tối là mình sẽ bỏ qua. Vậy tối nào bạn cũng ở vậy tới sáng mới tắm hả? Bữa nào mình tăng ca đêm á, tăng ca đến 3-4 giờ sáng thì mình sẽ làm như vậy. Lâu lâu người ta mấy lần mà các chị, đâu phải người ta hoài đâu. Em có đọc một bài báo giống như về khoa học á, thì da chết nó dính lên giường á, với lại cái mùi hôi á, làm cho cái giường nó rất là chua. Mà phụ nữ chúng em thì lại rất là thích là sạch sẽ thơm tho mà anh. Đạp xuống giường hoài anh ơi. Cũng đúng đó. Để hoài nó chua chua chứ dính phòng giường nó chua. Còn bạn thôi. Nói gì về chuyện chơi game. Còn cái chơi game xin lỗi là nếu thật sự mà chúng tôi có chơi game thì các nàng cũng mừng đi, bởi vì khi mà chơi game đó thì chúng tôi sẽ luyện được cái đầu óc mình, nó càng ngày nó càng minh mẫn hơn. Bây khoa học đã nghiên cứu rồi. Đừng để đâu không, nếu đâu không nó sẽ dẫn đến mù mị. Nếu mình mà có cái mà hoạt động đó thường xuyên á thì tự nhiên đầu óc nó sẽ linh hoạt hơn. Nếu như mà game mà nó không có tác dụng gì thì nó đã chết từ lâu, nó hết vai trò đúng không quý vị? Cái chuyện mà thay đồ xin lỗi là các bà cứ nghĩ là quan niệm là phải thay đồ nhiều là thường xuyên mới sạch sẽ. Xin lỗi các bà, các cô đi chợ shopping mua đồ cho mình thì nhiều mà mỗi ông chồng chỉ có mấy bộ đồ à, mẹ mẹ có mấy bộ đồ à. Lấy gì mà tôi thay đổi thường xuyên thì có mấy đồ mặc đi mặc lại. Cứ nhìn vô cái đó là cho rằng mình là mặc đồ không chịu thay đồ cho là dơ. Không có được, không chấp nhận được chuyện này thôi. Mình với chồng mình có khi nào cãi to nhất không? Dạ có chứ ạ. Lúc mà em cãi nhau to quá là em rất là dữ. Lúc đó em nhà tới luôn. Hảo giờ muốn gì? Muốn đánh lộn không? Muốn đánh không? Đánh ai thắng không? Giờ đứa nào thắng là đại ca. Không có cái chuyện gì nữa đó. Bình thường lúc đầu thì em hiền lắm, em nhờ ảnh làm mà ảnh cứ nhờ một lần không làm, lần thứ hai không làm, lần thứ ba là bắt đầu nóng rồi đó. Là bắt đầu em gân cổ lên thì ảnh bảo dữ dằn quá. Em kêu muốn hiền dịu thì sao mà không làm đi, mà cứ để cho người ta cưng cổ hóa sư tử rồi khi đó mới chịu làm. Cái việc nào mà nó cần nhanh thì mình sẽ làm nhanh, cái việc nào mà nó không cần phải nhanh thì mình cứ từ từ mình làm. Có bắt chứng gì phải làm nhanh. Nhiều khi công việc của em nó gấp mà. Cô dâu vị trí A, lúc nóng nảy nhất bạn làm gì? Lúc nóng nảy nhất thì em có lẽ là hét to lên và nói những cái từ mà khó nghe đối với chồng. Ví dụ như là giờ mày muốn gì, giờ mày muốn sao? Ví dụ mà mày thế này thế kia đó, cái đó tôi thấy nó hơi sai sai thì sao á? Dạ nghe nó không có khớp lắm với hoàn cảnh này. Nhưng mà chắc còn trẻ, chứ còn trẻ quá. Căng quá mình bỏ cái vụ qua thôi mày này kia được không? Có lẽ là em còn trẻ còn bồng bột nhưng mà em sẽ cái sửa. Đúng rồi, anh nghĩ sửa cái đó đi ha. Còn bây giờ thì xin mời các ông chồng. Nãy vợ kể tật xấu thì giờ mình phải kể tật xấu vợ để chi? Để hai vợ chồng có thể rút kinh nghiệm thôi chứ không gì hết trơn á. Lâu lâu được nói xấu vợ. Vợ ơi, cho anh xin lỗi nha. Vợ em có một cái tật xấu là hay cằn nhằn và hay giận lắm. Mà giận những chuyện rất là vui. Ví dụ như mình đang đói bụng, cái hỏi là em ơi, em muốn ăn gì? Anh nói ăn gì cũng được. Ăn phở nha. Không. Ăn hủ tiếu nha. Không. Ăn bánh mì bít tết nha. Không. Vậy em muốn ăn gì? Em nói em muốn ăn gì cũng được mà. Nói cái điệp không có cái vòng đi vòng lại vậy. Là cái hồi mình đói bụng mình điên lên mình ấy. Anh hỏi em muốn ăn gì em ấy. Anh muốn ăn gì em ăn đó. Là cái hồi gây luôn. Gây những chuyện mà mình thấy nó không có đáng. Rồi cái thứ hai nữa là vợ em là thích mê coi phim Hàn Quốc. Ờ. Coi mà coi là coi từ tối cho đến sáng luôn. Mời vị trí số 2. Vợ mình là thích là cằn nhằn. Có những cái chuyện không đâu, ví dụ mà mình chậm hay là mình giống như là mình chưa kịp làm tới đi, hay là sắp xếp thời gian mà để giải quyết công việc nó chưa tới. Trời ơi, bực mình quá, nhờ mấy bữa nay chưa xong. Trời ơi, từ từ. Trời ơi, công việc đó hả? Vậy mà sao không chịu làm? Từ từ. Trời ơi, đâu có rảnh đâu, đi làm tới 11, 12 giờ khuya mà cứ toàn là đè cái giờ thiên. Buồn ngủ gần chết luôn, cứ bập vô. Tao buồn ngủ chết, cứ đè vô hoài. Dẫn đầu dậy làm xong mới được ngủ. Làm cái gì? Mình làm cái gì? Chủ mà như làm cái chuyện nhà. Anh bể cái bóng đèn nhà tắm đi. Nó rõ. Ví dụ mà mình mệt quá rồi mình nằm tắm đó rồi thì phải ráng lôi đầu dậy, phải sửa bóng đèn xong rồi mới cho đi ngủ. Thì đúng rồi, xong nhiệm vụ. Em mới xong nhiệm vụ. Có trách nhiệm đi. Nhưng mà ý là bây giờ mình giống như mình đẩy xe vô tới cửa rồi, vừa khóa cửa kịch kịch một cái là đựng nó lên tới vừa là xuống ngay đất là nằm nằm sẽ lai luôn rồi. Còn sức nữa đâu. Vị trí số 3. Tôi thì
Nhân tiện đây thì cũng không phải là nói xấu, mà mình muốn là vợ chồng mình góp ý để mình khắc phục lại cái tật xấu của vợ đó là nhõng nhẽo rồi hung dữ. Mỗi lần hung dữ một cái nhìn mặt bả thấy ghê lắm. Ví dụ như hả, nhiều khi có một cái câu chuyện đó mà mình nắm rất là rõ, vợ mình thì chưa có nắm chưa kỹ, như đang đi làm về hay đi đâu về đó, về cái tự nhiên cái nghe loáng thoáng rồi cái về nói anh ơi sao thì lúc đó đó cái khuôn mặt mà phụ nữ mà khi mình phải nói là giận dữ hung dữ lên nhìn thấy gương kinh lắm. Trời ơi anh miêu tả vợ xấu quá, thì ai hung dữ mặt không xấu, không lẽ hung dữ mặt đẹp? Thôi được rồi, xấu cái đó được rồi. Vị trí số 4. Vợ em thì hay cằn nhằn, làm về khuya mà nên đôi khi mặc đồ đi ngủ hay là bị tét quần gì đó thì cũng cằn nhằn. Tật xấu của vợ là cằn nhằn đúng không? Anh số 5. Ngồi đây và nói xấu vợ thì cũng thôi xin lỗi trước đi. Tối về mặt mình thôi. Mày nói cái thôi. Ghen thì chung là bản tính của phụ nữ rồi, nhưng mà cổ ghen nhiều cái không hiểu nổi. Tại vì ai thì người đàn ông thì cũng phải có trước một mối tình. Người tình trước em tên là Cúc. Thế mình Tết mình mua mấy chậu cúc về chân. Chân để nhớ người xưa. Rồi hôm đó vô tình cái mình còn cái tấm hình cũ của người yêu á, bỏ trong bóp. Thấy đem ra xé xẹt luôn. Tức quá, sáng trong bạc tay. Trời ơi. Không được, cái này không có được, đừng có đánh vợ. Tại sao lại đánh vợ? Cái cưới vợ rồi mà để hình ở trong, còn để trong bóp là sai. Vậy là còn nhẹ đó anh ơi. Sát trước rồi. Ở đâu vậy anh? Cái hướng đó ở đâu vậy anh? Thôi, tóm lại là chúng ta đã nghe kể những cái gọi đặc tính của các bà vợ rồi. Bây giờ hai đội chơi có thể hỏi, mình hỏi mỗi người hai ba câu gì đó. Mình hỏi bạn Dung, chồng bạn có hay đi công tác nước ngoài không ạ? Dạ có ạ. Hồi mới quen thì có đi thôi, nhưng mà bây giờ thì không có đi nữa. Dạ, hồi mới quen thì đi đâu, những đâu ạ, nước nào ạ? Dạ, anh đi Malai ạ, khoảng 2 tuần. À, Malai sao nhiều người đi nhỉ? Anh số 1 nè. Một năm về quê của vợ bao nhiêu lần? Một năm về quê vợ khoảng 2 lần. Mà ở đâu xa dữ vậy, một năm có 2 lần? Vợ thì ở miền Trung lận. Miền Trung hả? Ồ, hèn gì. Xa quá. Ở trong đây không có ai người miền Trung hết. Chưa chắc nha, chưa chắc à. Bạn Hiển vị trí số 1 đúng không ạ? Cái đợt mà bạn đi Malaysia mà là trong thời gian bao lâu ạ? Đi Malaysia trong thời gian khoảng 1 tuần. Rồi, bây giờ xin mời các cô dâu sẽ chấm điểm cho chồng mình. Vị trí A. Theo em, chồng em sẽ được 10 điểm. 10 điểm. Dạ, bởi vì từ ngoại hình cho tới tính cách thì ảnh đó cũng có một số khuyết điểm, nhưng mà em nghĩ là ảnh cũng sẽ thay đổi được. Vị trí B. Em không biết mọi người ngoài nhìn như thế nào, nhưng mà so với em thì anh cũng được 10 điểm ạ. Với em thì anh là nhất rồi. Vị trí C. Em thì cho chồng em 8 điểm thôi, bởi vì còn 2 điểm là em đợi thực hiện lời hứa với em. Hứa nhiều quá chưa thấy làm. Cái này mới là thật đây. Còn bây giờ thì có lẽ xin mời quý vị chúng ta sẽ nghỉ giải lao vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại với gương mặt phu thê. Chào đón quý vị, các bạn quay trở lại với gương mặt phu thê. Có thể nói là những cái suy luận, những cái đoán và những lúc đấu trí giữa hai đội cùng với 8 nhân vật chúng tôi. Bây giờ thì có thể hình dung ra hai cặp đó rồi. Nhưng có đúng hay không cũng chưa chắc nữa quý vị. Cũng có thể đúng mà cũng có thể là sai. Chúng tôi sẽ còn một cơ hội nữa dành cho hai đội. Hai đội nghi ngờ cặp đôi nào, chúng ta sẽ mời một chàng rể xuống làm cái điều nào đó bất ngờ. Thí dụ như là tặng quà, ở phía trước tôi có nhiều món quà lắm. Hay là nói một câu nào đó tỏ tình, hay là xin lỗi, một lời xin lỗi nào đó. Các bạn có thể yêu cầu chú rể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ gọi là va chạm, đụng chạm với nhau. Đội chủ nhà. Mời số 1 đi. Số 1. Trời ơi, Dũng Minh Nhí thiệt á. Trời ơi, Dũng Minh Nhí thiệt á. Mời bạn là lấy một món quà. Tại vì bạn sẽ là người biết vợ bạn thích hoa hay là thích gấu bông, hay thích cái quà nào đó. Gấu bông Là có ý nghĩa là vợ của bạn rất là thích bạn đúng không? Tặng số mấy? Vị trí B đấy.
nói những lời ngọt ngào yêu thương nhất. Hãy diễn tả giống như là cái lúc bạn đăng cầu hôn cho cô ấy. Em ơi, em làm vợ anh nha. Anh sẽ giống như con heo này ở bên cạnh em suốt đời. Rồi, em cảm ơn anh. Chúng ta thấy gì qua hành động vừa rồi, đội chủ nhà? Em thấy nó cũng vậy, nó lợt lạc, nó không có gì. Rồi, chồng tặng quà không cho vợ, cảm ơn. Diễn hay không đây rồi. Đội khách. Xin mời anh số 2 ạ. Mời anh Nam ạ. Em muốn nhờ anh Nam sẽ tiến đến Duy để mà xin lỗi về cái lần mà anh tổn thương cô ấy nhiều nhất. Về điều mà anh đã tổn thương cô ấy nhiều nhất. Hôm nay là được lên chương trình này thì anh cũng có lời muốn nói là anh cũng xin lỗi em đã trong thời gian qua có những cái anh còn sai, anh chưa có kịp sửa này, giống như những mong muốn của em thì muốn qua chương trình này thì cũng mong em tha lỗi cho anh. Nhận anh bó hoa. Em nhận là coi như lời đặt cọc quá. Rồi, cảm ơn vị trí số 2. Cảm nhận thế nào ấy Phương? Em thấy ở cô dâu có một chút phấn khởi. Hết phấn khởi rồi kìa, cái mặt hết phấn khởi rồi. Tại vì em vừa nói xong thì người ta phải thôi chứ, xong rồi người ta còn cười tiếp. Bây giờ thì tất cả mọi điều các anh chị cũng đã làm hết rồi. Hỏi, yêu cầu, tư vấn, gọi là soi tất cả mọi thứ bây giờ người ta đưa đến quyết định. Cặp đôi thứ hai sẽ là cặp đôi nào là vợ chồng thật? Chúng ta có 30 giây bàn luận. Cặp này thì em với anh Hoàng đoán là anh chồng số 1 và cô dâu B. Vị trí B, lý do? Theo như là cô dâu B ban đầu chia sẻ thì là lúc mới gặp thì hơi thất vọng chút xíu là em xin lỗi là anh số 1 thì anh gọi là nếu mà gọi điển trai thì không phải. Anh còn hơi tròn dễ thương mà. Anh dễ thương, dễ nhìn mà. Và cô dâu B còn cô ấy còn nói là theo thời gian thì anh ấy đã thay đổi, anh ấy đã giảm cân, gọn anh ấy hơn, đã gọn hơn. Chưa kể là Malai thì em phải tùm lum rồi đó. Nhưng mà em thấy ở đây có một cái yếu tố anh Lee Min Ho. Anh đâu có hô đâu. Và mê Hàn Quốc, mê phim Hàn Quốc đó. Thì đây là ảnh có than phiền là mê phim Hàn Quốc. Vị trí số 1 và vị trí B, mời hai bạn đứng lên. Cảm ơn chị. Đội chủ nhà. Em thì em nghĩ là A2. Nhưng mà A này là nó có một cái khúc mắc nhỏ nhỏ là lúc đầu bé nói là bé 20 tuổi, sao hỏi bé lấy vợ năm nào với đó là lấy chồng. À lấy chồng năm nào với đó là 20. Thì cũng có thể là bé chưa có chồng, cũng có thể là bé vừa cưới đây. Và cái một điều nữa là khi mà chú rể số 2 qua bên đây tặng hoa, tặng nói những cái lời mà xin lỗi này kia, chị nhìn cảm nhận của hai bạn đó, chị nhìn chị thấy em giống như em có cái nét em buồn hẳn á, có cái gì để muốn khóc á. Còn Kỳ Minh Tuấn có suy nghĩ cùng các Phượng không? Còn có một cái trong đầu của mình là lâu lâu em thấy được cái ánh mắt của chú rể số 4 á đối với cô dâu C á, nó lạ lắm. Lạ gì nữa, nhìn cao nhìn xuống lạ không? Nó giống như là vợ chồng với nhau á, lắng nghe vợ nói gì á. Thôi giờ mình có 30 giây để quyết định. 30 giây bắt đầu. Thôi tự chọn đi. Đa nghi chi cho mệt. Một đúng hay sai thôi. Chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thứ hai vợ chồng thật là ai. A4. À, chưa bước rồi. Chị thiệt á hả? Tại vì thật ra thế này này. Thần Linh ơi. A4. Thấy chú rể vị trí số 4 á, điềm tĩnh lắm. Nói với lại lúc đầu hình như là ai nói là vợ em còn. Số 4 mà, số 4 là chảnh. Chảnh, trẻ là số 2. Vợ chảnh lắm. Mà cô dâu ở vị trí A, cái biểu hiện của em rất là chảnh, rất là im. Em im điểm nói nghiêm, nghiêm, nghiêm diễn đó chị. Không, mà cái gương mặt nó biểu hiện chảnh lắm. Vị trí số 4 và vị trí A, mời hai bạn đứng lên. Cười đi em. Và bây giờ điều gì đến sẽ đến. Cảm giác mình có bao nhiêu phần trăm đúng? Chắc là 7.
vậy. 100% em ạ, 100%. 100%. Đội chủ nhà 50%. Chứ gì nữa. Và bây giờ chúng tôi xin nói lại sự quyết định của hai đội. Đội chủ nhà đầu tiên chọn cặp 5 và cô dâu B. Cặp đôi thứ hai là vị trí số 4 và vị trí A. Đội khách chọn chú rể số 1 và cô dâu B. Cặp vợ chồng thứ hai, chú rể số 2, cô dâu C. Và bây giờ chúng ta bắt đầu công bố cặp đôi vợ chồng 1. Mời vợ thật 1 đứng lên. Mà chưa biết mà. Mời vợ thật hai đứng lên. Trời ơi, vẫn chưa biết được điều gì xảy ra cả. Mình chơi cuốc 12 triệu em à. Chúng tôi mời các chú rể, ai chưa chú rể khỏi đứng. Mời các chú rể đứng lên. Sao em ghê em ngồi? Nhiều với vợ. Trời ơi. Vậy là anh ngồi bên đây chưa có vợ. Nói quá trời nói luôn là biết chưa vợ rồi đó. Chúng ta sẽ mời chú rể đầu tiên bước xuống. Số 1. Số 1 là A. Và chú rể tiếp theo là ai đây? Dạ tôi ạ. Số 4. Dạ tôi ạ. Tôi biết tôi chết rồi. Họ nghĩ. Chất quốc luôn. Nghĩ rồi. Chất quốc. À bây giờ chúng ta cũng chưa biết điều gì xảy ra. Trời ơi, em biết rồi. Em biết rồi. Nào và cô dâu nào. Và bây giờ xin mời cặp đôi vợ chồng thật. Số 1 đứng lên. Trời ơi. Vậy thì mời cặp đôi vợ chồng 2. Rất rõ. Quá tuyệt vời luôn. Cái ơi đột quỵ. Tại vì lúc đầu á là trong những cái cách nói chuyện á em để ý dữ lắm, thì là em thấy là em này á lúc đầu thì ngồi rất là chảnh, thì khi mà em trai đây mình lên tiếng cái bắt đầu và cái mắt bạn bắt đầu động đậy đó, động đậy bắt đầu vẫn liếc liếc phụ nữ hơi tinh tế thôi đó. Phát hiện từng những cái tinh tế như vậy nó mới ra được vấn đề ha. Nãy giờ chồng nói xấu vợ, vợ nói xấu chồng. Mình nói chi để mình rút kinh nghiệm thôi. À bây giờ trước mặt mọi người có một đôi lời chia sẻ rất thật. Mời cặp đôi đầu tiên. Hôm qua chương trình này có nhiều cái anh có sai, nhưng mà anh đang trên đường để sửa sai đó. Thì anh cũng xin lỗi em. Trong cuộc đời em thì dù anh có sai bao nhiêu lần, nhưng mà em tin là anh sẽ sửa được. Hôn nhau cái nè. Trời ơi. Rồi cặp đôi thứ hai nào. Đây là những phút mình trải hết lòng mình. Có những cái điều gì mình cần nói với vợ mình, và vợ có điều gì cần nói với chồng, cho nói với nhau đi. Giận hết sức tôi không quan tâm. Thì ngay cái cặp mà tôi rất là cái hy vọng. Anh cảm ơn vợ, bởi vì vợ đã đến để bổ sung tới một nửa hoàn hảo của anh. Đúng là đây chính một nửa mà anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Ông mới nói câu đó cho bà kia đó em. Có điều gì anh yêu cầu luôn đi, hai điểm đó. Dạ hai điểm là giảm cân, giảm tiếp 10 cân còn lại. Hôm bữa cưới là hứa giảm 10 cân, giờ sau khi cưới hứa giảm tiếp 10 cân nữa. À, anh cố gắng giảm 7 kg thôi. Rồi mình hôn vợ đi. Mời cô dâu có thể bước lên đây. Bạn cảm xúc thế nào với chương trình? Dạ em thấy chương trình này rất là thực tế và là vui vẻ. Mong chương trình phát triển hơn nữa để cho những cái cặp vợ chồng sau, hoặc là những cái người anh như thế đấy, anh lên đây anh kiếm những cái người chưa có người yêu đấy. Anh chưa vợ, anh cảm xúc thế nào?
Nói chung là thấy người ta đẹp lứa đôi thật khóc cho mình cô lẹ. Thật sự thì khi tham gia chương trình này thì mình cũng cũng ước ao được sẽ trở thành những cặp đôi ở dưới đây. Và hy vọng sẽ một ngày đó sẽ tham gia chương trình này. Cảm ơn chương trình rất là nhiều và chúc chương trình được ngày càng phát triển, có nhiều cặp đôi hơn. Những ai chưa có vợ thì sẽ có vợ, những ai có chồng hoặc có vợ thì sẽ hạnh phúc hơn. Quý vị vừa trải qua một thời gian tôi nghĩ rằng rất là vui và chúng ta đã biết được nhiều khuyết điểm mà mình đang có ở những người vợ, những người chồng đang sống với nhau. Và thông qua chương trình chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rút kinh nghiệm để thay đổi những khuyết điểm đó thành những ưu điểm để vợ chồng chúng ta có thể hạnh phúc hơn. Cảm ơn các cặp đôi ngày hôm nay, các anh chị đến tham gia chương trình. Và ngày hôm nay nếu như đội nào đoán chính xác hai cặp đôi rồi được chiến thắng, và nếu như cược thì sẽ được nhân đôi. Nhưng thật sự ngày hôm nay cược cũng không đúng mà cũng không đoán được hai cặp đôi. Đội chủ nhà chỉ đoán được một cặp đôi thôi. Như vậy ngày hôm nay cả hai đội chưa chiến thắng được chương trình. Và số tiền thưởng thuộc về 8 thành viên ngày hôm nay đó là 5 chú rể và 3 cô dâu.